vụ mà. Ông này đi. Ủa, nó cháy rồi, nó cháy rồi kìa. Không đang đâu, không tới đâu. Không tới đâu anh ơi. Ôi, đâu ra. Chưa bắt để dập cho nó khỏi cháy lan ra kia thôi. Không có đâu, không không, chỉ có bình bột thôi. Gọi rồi. Điện rồi đấy. Điện rồi hả? Đấy. Điện vào cúp điện đấy rồi mà không thế nào. Chấp lâu chưa lấy? Mới rồi. Mới hả? Nó mới xịt tiền nó có vấn đề gì nữa không? Chạy cho nó tắt đi thôi. Không chạy, chạy vô Việt Nam đấy. Nó xịt cho tắt, nó không tắt. Đeo lên, nó, cáo. Nó đang nằm bên trong. Điện sao có điện châm thế? Điện phanh chưa châm được đúng không? Chất lửa này. Điện cháy máu. Giờ nó cháy lan rồi mấy cái dây. Cháy lan rồi chết. Ở bên nhà tắt điện rồi đấy. Yeah.